đồng mạng, ai cũng được, miễn không phải là Quế Anh. Điều mà em muốn chinh phục ở đây, thế thì em hãy thể hiện hết tài năng của em xem em có cạnh tranh được với Alpha không? Cái gì vậy bà nội? Rất là máu chiến ở trong em. Ngoài ra là Quế Anh có một gương mặt rất là hoa hậu, một body rất là đẹp, điều đó tổng hợp lại để tạo nên một tân hoa hậu. Blackpink, Kenya, Area. Be the bad girl, I know I am. It is so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. 제발 안 울지 마, 오직 내게 너 하나뿐이야. Điểm qua dàn nữ chiến Miss Grand International 2024, dân tình lo lắng đại diện năm nay khó lọt top. Làn sóng phản đối xuất dự thi của Quế Anh tại Miss Grand International 2024, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ngày càng dâng cao. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để giải quyết khủng hoảng sau đăng quang của Quế Anh chính là để xuất dự thi quốc tế năm nay cho một người khác, để Quế Anh có thời gian trau dồi, mài giũa và chứng minh các giá trị của mình. Cộng đồng mạng cũng chỉ ra được nhiều bất cập và khó khăn khi một cô hoa hậu đại diện quốc gia đi thi quốc tế nhưng lại không nhận được sự ủng hộ và cổ vũ của công chúng. Đặc biệt là tại Miss Grand International, cuộc thi cần rất nhiều sự bình chọn, ủng hộ của khán giả quê nhà. Nhiều người cho rằng, cứ chọn đại một á hậu trong bốn á hậu còn lại đi thi thay Quế Anh, vừa hợp tình hợp lý với khán giả, vừa mới mong có cơ hội giữ vững chuỗi thành tích của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc hấp dẫn này. Trong số 4 á hậu được mong chờ sẽ thay thế Quế Anh, cư dân mạng gọi tên á hậu một Hạnh Nguyên nhiều hơn cả. Cô tốt nghiệp cử nhân, hiện đang theo học chương trình thạc sĩ, có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh và kỹ năng trình diễn cũng vô cùng xuất sắc. Hạnh Nguyên 27 tuổi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn Quế Anh. Quế Anh cần có thời gian phấn đấu, hãy cho thời gian để bạn ấy rèn luyện tốt hơn, khẳng định mình. Đặc biệt, khi nhìn qua dàn đối thủ năm nay của Quế Anh tại cuộc thi Miss Grand International 2024, cộng đồng mạng cũng phải lắc đầu ngao ngán vì lo sợ Việt Nam sẽ khó có cửa đi sâu trong cuộc thi. Đa số các thí sinh đại diện các nước đều xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp, thành thạo nhiều thứ tiếng, sở hữu ngoại hình và sắc vóc vô cùng nổi bật. Chưa dừng lại ở đó, cuộc thi dù chưa bắt đầu nhưng cũng đã lộ diện kha khá những ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị hoa hậu như Miss Grand Lào, Miss Grand Colombia, Miss Grand Venezuela, đặt Quế Anh lên giữa bàn đấu với các ứng viên nghìn máu kể trên, dường như có hơi quá sức cho cô nàng, vì ngoại trừ khả năng tiếng Hàn lưu loát thì mọi thứ còn lại của Quế Anh chỉ dừng lại ở mức ổn mà không quá xuất sắc. Cũng vì vậy mà đại đa số khán giả đều lo sợ, nếu Quế Anh vẫn tiếp tục đại diện Việt Nam, chỉ với 2 tháng chuẩn bị sau khi đăng quang, cô sẽ khó có thể giữ vững chuỗi thành tích vô cùng tự hào của Việt Nam. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.